Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hiện Khoa đang có mặt ở bên trong tòa nhà Tilia thuộc dự án Empire City. Chủ nhà vừa mới ký gửi căn hộ 2 phòng ngủ căn gốc 96m², lầu thấp. Lầu thấp này thuận tiện cho những cô chú mà lớn tuổi sợ độ cao thì mình có thể mua căn này để mình ở, tại vì khá là gần với mặt đường, giống như mình đang ở một cái tòa nhà phố ha, mình lên tầng ở trên mình ở. Giờ các anh chị và các bạn hãy theo Khoa đi vô bên trong của căn hộ. Thì phía trước đây là cái hành lang của mình đây. Thì vừa bước vào bên trong căn hộ thì chúng ta bắt gặp ngay phòng khách. Căn hộ 96m², 2 phòng ngủ này là căn gốc lầu thấp. Và bên tay trái của chúng ta đó là một cái đảo bếp. Chủ đầu tư bàn giao đầy đủ nội thất trang thiết bị như thế này thì đã chừa chỗ cho chúng ta để tủ lạnh, đảo bếp và trang thiết bị bếp. Cái đảo bếp của mình là chúng ta có cái tủ, cái kệ bên dưới chúng ta để đồ. Đây là bếp. Kệ bếp trên. Bếp từ. Lò vi sóng. Và sát bên bếp thì chúng ta có một cái lô gia. Thì đó là thuận lợi cho chúng ta là khi mà chúng ta nấu ăn á, thì mùi theo cái lô gia này sẽ thoát ra ngoài, sẽ làm cho căn hộ chúng ta sẽ không bị hôi bởi những mùi vị của đồ ăn. Thì ngay cái lô gia này thì chúng ta có thể thấy ra được đây cái hồ bơi ở nào giữa các tòa nhà đấy các anh chị. Thì thiết kế của các căn hộ ở tòa Tilia hay là khu Empire City chú trọng vào phòng khách, nên các anh chị thấy là phòng khách khá là lớn và các phòng ngủ nhỏ và phòng ngủ master thì diện tích nó sẽ nhỏ hơn những cái dự án khác. Bây giờ Khoa sẽ đi vào bên phòng ngủ. Ngay cái hành lang của mình đó là trang thiết bị nhà vệ sinh của phòng WC chung. Tất cả các trang thiết bị của chúng ta bàn giao như thế này. Tủ kính bên trên và phòng tắm đứng, bàn giao vòi sen. Đây là cái phòng ngủ nhỏ của chúng ta đây. Phòng ngủ nhỏ view sẽ ra cái đường nội khu của khu Empire City. Chúng ta thấy được phần bên dưới, thấy được cái khoảng không gian xanh và ngắm được về cầu Thủ Thiêm 2 các anh chị vào ban đêm đây. Thì cái cảm giác mà chúng ta sống ở đây giống như đang ở nhà phố của mình, vì ở tầng rất là thấp. Thường là ông bà hay là cô chú lớn tuổi chúng ta rất là sợ độ cao khi mở chung cư. Đây là tủ quần áo. À, tất cả các phòng ngủ sẽ được lót gỗ như thế này. Và mỗi một phòng ngủ chúng ta sẽ có máy lạnh. Và đặc biệt là máy lạnh của phòng khách sẽ là máy lạnh trung tâm các anh chị. Giờ chúng ta đi qua phòng master. Đây phòng master thì ngay trước mặt chúng ta sẽ là cái tủ quần áo. Và có đèn ở bên trong. Đây là phòng ngủ master. Thì phòng ngủ master thì cũng vừa đủ thôi, không có lớn lắm như ở các chung cư khác. Và đặc biệt tầng thấp thì chúng ta sẽ nhìn được cái không gian ở bên dưới, ngay cái cổng bảo vệ bên trong nè, cái lối ra vào và hồ bơi. Hồ bơi được bố trí ở giữa những các tòa.
Thì thuận tiện cho chúng ta là khi mà người thân hay là bạn bè của chúng ta ghé thăm á, thì từ bên đây chúng ta có thể thấy được ở bên dưới khi mà họ đến thăm của chúng ta có thể hướng dẫn họ vào đứng từ bên trên quan sát ở bên dưới ngay mặt đường. Thì cái phòng ngủ của chúng ta và trang thiết bị đều cách âm khá là tốt. Các anh chị Khoa đứng ở đây thì Khoa không có nghe tiếng ồn xe chạy ở bên dưới không? Đây là cái phòng nhà vệ sinh trong phòng master thì khá là đẹp các anh chị. Phòng tắm đứng, lavabo. Đây thì trang thiết bị như thế này, cái bồn rửa tay và những cái chỗ mà để cái lotion hay gì đó khá là rộng rãi cho cái cho mình. Và bên dưới cũng có những cái kệ. Và đây trang thiết bị bồn cầu là bồn cầu thông minh, dùng những cái nút dặn như thế này chúng ta điều chỉnh rửa, làm khô hay là xả nước. Đây là phòng tắm đứng và trang thiết bị vòi sen được bố trí như thế này. Và có những cái đặc biệt là cái phòng tắm của chúng ta được bố trí kính như thế này, thì chúng ta về chúng ta phải làm thêm cái tấm rèm ở đây, tại vì ở ngoài chúng ta sẽ thấy vô bên trong các anh chị. Đây thì những cái tủ quần áo, vừa mở cửa lại đèn sẽ phát sáng lên, chúng ta để đóng lại. Đây chúng ta quay trở lại phòng khách. Đây phòng khách của mình thì trang thiết bị máy lạnh trung tâm như thế này. Và ra ban công nhìn về phía bên dưới, anh chị thấy là ban công ở đây là rất là cao nha. Cái tấm kính là tầm khoảng là 1,5 m đó các anh chị, an toàn cho các em nhỏ của chúng ta. Đây nhìn qua phía ngoài, chị nhìn phía xuống mặt đường. Thì hiện các anh chị nào mà có nhu cầu ký gửi cho thuê, chuyển nhượng dự án Empire City hay là những dự án khác ở khu vực quận 2 thành phố Thủ Đức, thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655 để được tư vấn thêm. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.